quý vị, trong không khí tưng bừng đón Giáng sinh và năm mới 2016 đang diễn ra trên khắp thế giới, Hội đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, Chi hội Berlin vừa tổ chức buổi giao lưu gặp mặt cuối năm tại thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Đến dự có đông đảo bà con là người Quảng Nam và Đà Nẵng, các cháu thế hệ thứ hai đã sinh ra và lớn lên tại Cộng hòa Liên bang Đức và đại diện một số hội đoàn người Việt tại Berlin. Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Trương Định, Chủ tịch Hội đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng nhấn mạnh sự tham gia tích cực của các hoạt động cộng đồng và xây dựng tình đoàn kết tương thân tương ái khi sống xa quê hương của thành viên trong hội, đặc biệt là hoạt động từ thiện hướng về quê hương. Hội đã triển khai dự án làm mới cơ sở từ thiện mang tên Mẹ ấm hướng dương tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Hiện nơi này đang nuôi dạy hơn 20 trẻ em khiếm thị, khiếm thính và chậm phát triển. Dự kiến trong thời gian tới, hội sẽ chung sức với tỉnh Quảng Nam, thành phố Tam Kỳ để xây dựng một lớp học và nhà ở cho các cháu với kinh phí dự trù giai đoạn 1 khoảng 500 triệu đồng. Trong khuôn khổ chương trình giao lưu, khách mời còn được thưởng thức những bài hát về quê hương đất nước do chính những thành viên của hội thể hiện.